Avenger F150 à, Ford F150 Raptor à. Bên này thì Phantom mạ vàng à. Bên này thì Mac Maybach à. Bên đây thì Ford Mustang này các bạn này, màu đỏ. Các bạn thấy hôm nay Duy mặc set này đứng cạnh em Ford Mustang màu đỏ này hợp lý không? Có một em này còn hợp lý hơn. Hôm nay chúng ta sẽ đi làm Lexus Tour. Mời các bạn đi luôn. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video xe mới của chúng tôi. Cũng đừng quên theo dõi thêm các thông tin tại website của Auto Daily. Fanpage Auto Daily và Hùng Xe Cò. Đây, đây cũng Ford Mustang này. Con này màu đỏ mận, cũng đẹp luôn. Đây, Lexus RX350. Chiếc này thì sản xuất 209. Chiếc này thì sản xuất 211. Còn chiếc sau kia cũng là 209. Chúng ta tạm thời đừng chưa nói đến giá vội nhé. Bây giờ mà nói đến giá là các bạn bị sốc này. Giới thiệu với các bạn luôn một chiếc này. Chiếc này thì auto đẹp luôn này. Auto đẹp luôn. Auto đẹp luôn anh ạ. Đó ra. Vâng, em chào anh. Nhìn thấy anh là thấy vui rồi. Đây, Lexus LS460. Các bạn thử đoán xem với một chiếc xe có một cái hình thức này thì theo các bạn là chúng ta sẽ phải bỏ ra một khoản đầu tư là bao nhiêu để sở hữu em nó. Xin thưa với các bạn rằng là chiếc này sản xuất 208. Nói giá các bạn đừng sốc nhé. 1 tỷ 250 triệu. 1 tỷ 250 triệu. Oh my god. Wow. Có luôn. Đến luôn 568 luôn. 1 tỷ 250 triệu đặt nắp capo là có chìa khóa, cầm giấy tờ đi về. Mệt nghỉ luôn. Xin thưa quý vị các bạn nhé. Nếu như các bạn nói một mẫu xe như thế này với cái giá đấy sốc, thì Duy xin chia sẻ với các bạn thêm một chút. Ví dụ như là Mercedes-Benz S-Class cùng đời, cùng năm sản xuất với chiếc xe này, kể cả BMW 7 Series đi, thì luôn luôn sẽ sở hữu cái mức giá nó thấp hơn một chút. Các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng cỡ 1,1 tỷ quay đầu về là các bạn sở hữu rồi. Nhưng mà phải nói là hôm nay ở đây chúng ta có một chiếc Lexus LS460 quá đẹp đi ạ. Đẹp từ trong và ngoài. Đẹp từ trong ra ngoài. Chưa kể đến cái giá bán nó lại còn đẹp hơn, đúng không ạ? 1 tỷ 250 triệu đồng. Thật sự là quá bất ngờ luôn. Đây các bạn nhìn nhé. Đèn này, đèn trước này hơi có một chút mờ rồi, nhưng chúng ta sẽ nói về cái đời này đi. Trước mặt chúng ta ca lăng lưới tản nhiệt mạ chrome chạy viền xung quanh, logo của Lexus chữ L nằm trong một cái khối logo với mặt nhựa luôn, không phải là logo nổi chìm ở bên trong. Mà các bạn đi buổi tối ấy, nhìn vào đây nó ánh xanh lên mê phết đấy. Đấy, các bạn nhìn hầm hố không? Đẹp không? Thật sự là khi mà Duy tới đây, Duy nhìn vào mẫu xe này ấy, và Duy biết được cái mức giá ấy, thì Duy phải đặt một dấu hỏi chấm. Wow. Liệu với 1,2 tỷ đó chúng ta sẽ sở hữu những mẫu xe gì khi chúng ta mua mới ạ? Máy V8 luôn, đẹp long lanh. Các bạn thấy sao ạ? Liệu với cái giá tiền đó thì chúng ta có nên sở hữu những cái mẫu xe như này không ạ? Duy xin thưa quý vị các bạn, nếu như mà chúng ta tìm được một mẫu xe với cái chất xe nó còn rất là mượt như thế này ấy, thì cái việc xuống tiền ấy, nó chỉ là trong giây lát. Mà có một cái này chia sẻ với các bạn luôn này, là nếu như ấy, nếu như một cái mẫu xe của Đức mà cùng thế hệ, cùng năm sản xuất với cả chiếc Lexus này ấy, thì nếu mà qua theo 5 tháng ấy, mỗi một năm ấy, thì chúng ta sẽ mất đi một khoản tiền không hề nhỏ, cỡ khoảng gần bằng chiếc Morning Van. Đây các bạn ơi, các bạn nhìn này, chế độ chạy ở đây này,
hệ thống cân bằng điện tử này. Bên đây chúng ta có cả chỉnh hệ thống phục thị, chỉnh cái hệ thống treo này. Chúng ta thích, đối với LS mà chúng ta thích chạy kiểu tàn bạo ấy, chúng ta chuyển là sport treo cứng đờ luôn. Còn đâu ấy, chở ông chủ ấy, quay lại là một ông chủ đằng sau, chúng ta chỉnh sang comfort, ngồi êm du, khoi vé ban. Ở đây thì chúng ta cũng có rất nhiều những cái phím chỉnh ở đây, ví dụ như là hai bên này có làm mát này, rồi là sửa ghế này, chỉnh cái hệ thống rèm ở phía sau này, rồi là kể cả rèm đằng sau này, ấn một cái đây này, rèm lên luôn các bạn ạ. Vâng, xin thưa với quý vị và các bạn nhé, 11 năm nội thất xe còn gì, đúng không ạ? Cái vị trí ông chủ này rõ ràng là chúng ta vẫn có rất nhiều những cái tiện ích ở xung quanh. Ví dụ Duy có thể kể tới ngay. Đây, chúng ta chỉnh hệ thống media ở bên trên đầy đủ này. Rồi là ngay đến chỉnh ghế điện này, còn chỉnh cả được cái phần chia tách ra nữa. Đây các bạn có thể nhìn ra đây này. Bên này là left này, bên này là right này. Đấy, chỉnh cái bên Duy đang ngồi nhé. Tựa đầu được đưa lên này, các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn nhìn này, tựa đầu được đưa lên này. Đấy, chỉnh tựa đầu xuống này. Rồi đây chỉnh lưng ghế này, ngả ra này, rồi tiến lùi này. Đây, tiến hết đây xem nào. Ôi giời ơi, xin thưa với các bạn rằng nếu như mà chúng ta chịu chi ra một cái số tiền như thế này để hưởng thụ một cái mẫu xe này thì hoàn toàn xứng đáng luôn các bạn ạ. Đây, nói có sách mách có chứng, ấn phát rèm lên, mặt tối hẳn chưa. 1368 1720. Vâng, những con số mà Duy vừa nói chính là giá thành của hai chiếc Lexus RX 350, chiếc màu đen đây và chiếc màu trắng đây. Chiếc này sản xuất 2010, chiếc này sản xuất 2011 các bạn ạ. Con này 2010, 2009 gì đấy, để Duy check lại nhá. Check chính xác luôn này, một con số cực kỳ chính xác luôn này. Rồi, sản xuất tháng 2 năm 2009 các bạn ạ. Còn ở đằng trong chiếc màu đỏ 2010 kia. Đấy, lát nữa chúng ta sẽ vào đấy. Chiếc này thì khoảng hơn 1,4 tỷ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với hai chiếc này đi. Các bạn nhìn này. Thật ra ấy, nếu mà nhìn đằng trước ấy, để mà phân biệt giữa 2009 và 2011, hoàn toàn ở đây là nhập Mỹ hết này. Đấy, thì các bạn có thấy cái sự khác biệt gì lớn không ạ? Không, đúng không ạ? Nó chỉ có khác biệt ở nhau ở con số thôi. Con số ở trên cánh cửa. Đây, các bạn nhìn nhá. Từ cái vành bộ la răng ở dưới đây. Đấy, bộ la răng hai bên các bạn nhìn nhá. Ôi, chiếc này như được chạy dữ hơn à. Nhìn la răng bên này còn đẹp này, long lanh chưa các bạn này. Đấy, cùng là vành 19 inch. Hệ thống đèn này làm như nhau luôn. Đấy, bóng projector, rồi cả bóng halogen ở đây, rồi có cả rửa đèn ở đây. Hơi tiếc một chút khi chiếc 2009 này thì chưa được trang bị cái cảm biến phía trước. Còn đây 2011 thì đã có cảm biến rồi, nhưng mà mỗi bên chúng ta chỉ có một cảm biến thôi. Lưới tản nhiệt thì cũng được mạ chrome với những cái nan nằm thẳng ở đây. Logo Lexus nằm ở chính giữa. Các bạn ơi, các bạn thử nhìn đi. 2009 đấy ạ. 10 năm rồi. Đẹp quá. Đẹp không cưỡng được. Toát hết cả mồ hôi. Cái hệ thống điều hòa nó vẫn mát lạnh và nó vẫn thơm các bạn ạ. Nó vẫn rất thơm luôn. Nó thơm đặc nguyên cái mùi xe mới ấy. Tất nhiên là nó không thể nào được 100%, nhưng mà xin hứa với các bạn rằng các bạn đến đây chui vào cái xe này trải nghiệm đi. Cái hệ thống da trên xe các bạn nhìn này, da ghế này. Đây các bạn nhìn hậu Duy, da ghế này, da ghế màu nâu đây. Đẹp không ạ? Đẹp. Rõ ràng là nó rất đẹp. Đây nhá các bạn nhé. Này, cái bệ tì tay này, các bạn nhìn thấy cơ cấu mở bệ tì tay này. Đây Duy sẽ bật đèn cho các bạn nhìn rõ hơn này. Này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Trong đây chúng ta có hộp để đồ đây. Hộp để đồ thì cũng không được quá rộng rãi đâu. Nhưng mà nói chung là đủ dùng. Ghế nhá. Ghế trước này cũng làm mát rồi, sấy ghế đây các bạn này. Rồi, đây cũng ốp gỗ đây. Đấy. Duy thì Duy thấy là cái chất liệu gỗ ốp ở trên những cái mẫu xe của Lexus ở cái thời đó, nếu mà so sánh trực tiếp với cả cái chiếc LS 460 mà Duy có nói lúc trước ấy, thì những cái vân gỗ và những cái màu gỗ, cái kiểu gỗ được trang bị là khá xem với nhau.
Để mà nói thì gầm cao máy thoáng thanh niên đi thì cũng sẽ thích hơn, bởi vì chúng ta đôi khi sẽ thi thoảng là đưa gia đình đi đến những cái khu du lịch, những cái khu nghỉ, rồi đôi khi là cả cái việc chúng ta dã ngoại ở ngoài trời nữa. Loa thì không được trang bị loa Max Levision đâu, nhưng mà hệ thống loa của những cái mẫu xe nhà Lexus thì cơ bản là chúng ta nghe đã khá là ổn rồi. Vô lăng cũng được, có ốp gỗ và da cũng đầy đủ hết, cruise control rồi đàm thoại rảnh tay rồi điều chỉnh âm thanh các kiểu. Chúng ta đây, đây đây các bạn này, các bạn nhìn vào màn hình này, mặc dù là thời đó là màn hình chưa cảm ứng cũng như là đồ họa nó chưa đẹp, nhưng các bạn nhìn này, ấn một cái này, các bạn thấy gì ở đằng sau không ạ? Đây, đây là cam ở bên gương bên phải để các bạn căn lề được dễ dàng hơn đấy các bạn ạ. Còn đương nhiên khi chúng ta cài số lùi đấy, camera lùi được hiện lên, các bạn nhìn tiếp sang cái bên kính ở đây này, bên gương ở đây này các bạn này. Đây các bạn, các bạn nhìn tiếp sang bên kính gương ở đây nhé, các bạn nhìn này, duy cài số lùi này đấy, lại còn tự động được cụp xuống nữa cơ. 10 năm rồi mà những mẫu xe của Lexus đã được trang bị rất nhiều option, để mà bỏ ra cái giá tiền như thế thì kể là cũng rất đáng để cân nhắc đấy các bạn. Rồi cửa sổ chơi đầy đủ hết. Wow, trước này ở phía sau hình như là còn được chủ nhân trước trang bị thêm một cái màn hình ở là giải trí thông tin ở phía sau này các bạn này. Nói chung là full full đấy, option là cũng miên man luôn, miên man dài như chân Ngọc Trinh, kể mãi không hết. 21 à. Ui, để máy của em du các bạn ạ. Mở cửa này ra xem nào, cho nó sáng sủa. Đây các bạn thấy này, tất cả các hệ thống đèn này, đèn ở dưới sàn này, đèn bên trên các thứ là vẫn còn sáng nét luôn, rất đầy đủ. Chứng tỏ là những cái mẫu xe của những cái mẫu RX này các cái chủ nhân đi đều khá là giữ gìn, bởi vì các bạn có thể thấy rằng là tất cả cái chi tiết như là da rẻ các kiểu này, mặc dù đây là da màu be nhá, nhưng mà nó vẫn còn đẹp này, vẫn còn mới này. 9 năm, chiếc này thì 9 năm. Da rồi gỗ các thứ vẫn còn mới lắm, quá ngon luôn. Nói chung là như cá nhân Duy thấy ở đây thì cái phần nội thất, không gian nội thất rồi những cái chi tiết option trang bị thì ở hai chiếc 211 và 209 bên kia là xem như nhau. Còn cái độ mới của nội thất ấy thì cũng tùy vào cái chủ nhân sử dụng trước, họ có là người kỹ tính, có là người chăm chút cho những cái mẫu xe của họ không, thì mời các bạn ai mà có cái khoản tiền đó mà kết rồi đến showroom xem xe, còn mua hay không là việc của các bạn, đúng không ạ? Các bạn phải tự chịu trách nhiệm về cái việc chọn lựa một mẫu xe của mình. Còn trong cái video ngày hôm nay thì Duy muốn giới thiệu với các bạn những cái mẫu xe của Lexus mà đang có những cái mức giá nó đang rất là hấp dẫn. Các bạn có thể thấy rằng đấy, chúng ta lùi đi khoảng một chục năm để chúng ta sử dụng những cái mẫu xe cũ chúng ta mua về, và những cái mẫu xe Nhật nó có những cái giá trị riêng của nó, những mẫu xe Đức cũng có những cái giá trị riêng của nó. Nhưng mà ngày hôm nay ở đây RX350 LS460 thực sự là rất thuyết phục Duy. Nếu như bên chiếc 209 kia thì chủ nhân trước đã về trang bị một màn hình ở phía sau, thì đối với cả chiếc 211 này thì các bạn sẽ thấy rằng là phía sau chúng ta có ngay hai cái màn hình sau lưng của hàng ghế thứ nhất, giúp các bạn giải trí, giúp con bạn xem những thước phim màn hình. Còn bây giờ thì sẽ là những hình ảnh lướt qua của chiếc RX350 2010 màu đỏ nằm ở đằng kia. Sau khi xem cái chiếc xe đó thì các bạn cũng đừng quên like, share nếu các bạn thấy video hay, và đặc biệt là nhớ subscribe kênh YouTube của Auto Elite